Thưa quý vị, mệt mỏi là cảm giác thường gặp xuất hiện sau khi lao động với cường độ cao, stress và thường dễ khắc phục bằng cách nghỉ ngơi, lao động hợp lý. Tuy nhiên, nếu thường xuyên mệt mỏi ngay cả khi không làm gì, có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Viện Y học phóng xạ và ung bướu quân đội, mệt mỏi kéo dài dù không gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, nhưng có thể là dấu hiệu khởi đầu của một tình trạng bệnh lý. Do đó, không nên chủ quan với tình trạng này mà phải đi tìm nguyên nhân cụ thể mệt mỏi kéo dài thường cảnh báo năm bệnh lý nguy hiểm sau đây đang tiềm ẩn trong cơ thể mà người dân cần khám ngay thứ nhất là bệnh thiếu máu khi cơ thể bị thiếu máu chức năng trao đổi các chất dinh dưỡng oxy tới các tế bào bị suy giảm chính vì vậy một trong những biểu hiện của bệnh thiếu máu đó chính là mệt mỏi uể oải thiếu năng lượng do lượng máu lên não không đủ khiến bạn thường xuyên bị đau đầu hoa mắt chóng mặt thậm chí ngất xỉu ngoài ra thiếu máu còn có một số biểu hiện đặc trưng như da xanh tái, niêm mạc nhợt nhạt. Thứ hai là đau nửa đầu. Trước, trong và sau khi xảy ra cơn đau nửa đầu, một số người thường cảm thấy mệt mỏi, người bị đau nửa đầu thường cảm thấy uể oải, cấu kỉnh, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Mệt mỏi cùng với cơn đau dữ dội làm giảm chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh. Thứ ba là bệnh về huyết áp. Huyết áp cao hay thấp đều gây mệt mỏi. Một số loại thuốc huyết áp cũng có thể gây mệt mỏi. Mệt mỏi cũng là một triệu chứng quan trọng cho thấy thận có vấn đề nào đó như chức năng lọc thải trục trặc khiến huyết áp tăng cao và gây ra bệnh thiếu máu làm bạn mệt mỏi, huyết áp thấp thường khiến người mang bệnh bị chóng mặt và lờ đờ. Thứ tư là bệnh tim mạch, mệt mỏi có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý tim mạch nào đó, có thể là loạn nhịp tim, bệnh mạch vành hay nhồi máu cơ tim. Thứ năm là bệnh tiểu đường. Tiểu đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa, với bệnh nhân tiểu đường các tế bào luôn không được cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho những hoạt động cơ bản của cơ thể, chính vì vậy mà họ luôn cảm thấy mệt mỏi dù cho không vận động nhiều. Các chuyên gia về sức khỏe khuyến cáo dinh dưỡng hợp lý không chỉ nâng cao thể trạng mà còn giúp cải thiện tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Để bổ sung năng lượng tốt, xua tan mệt mỏi, mỗi người nên ăn nhiều trái cây tươi, rau xanh, các loại hạt hay chất đạm có nguồn gốc động vật.